sao vậy cái nè? Chín ơi. Hello. Good morning. Ken. Bố chen. Ken mấy tuổi? Ken tên gì? Ken tên gì nó ba nghe coi. Ken ngủ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Mấy giờ? Ừ. Ngủ mấy giờ? Màu trắng tiếng Anh là gì? Màu đen. No, màu đen. Màu vàng. Màu xanh. Màu tím. Màu đỏ. Màu hồng. Màu cam. Em con đói bụng chưa? Xuống ăn sáng hả? À, con đói bụng chưa? Xuống ăn sáng. Con này ăn 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 phở, ăn nui, ăn hủ tiếu. Con ăn gì? Hello. Morning này kìa. Morning. Morning bà Dũng ơi. Mạnh lắm.